Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Kính chào quý khán giả của Đài Little Sài Gòn TV trong chương trình Kết nối cộng đồng cùng với Tina Đỗ. Rất cảm ơn quý vị luôn theo dõi và ủng hộ chương trình của chúng tôi. Thì như quý vị cũng biết thì mùa hè đang đến gần và đa số các trung tâm cộng đồng, các thành phố, các thư viện sẽ có rất là nhiều chương trình trong chào đón mùa hè cho các em thư học sinh. Thì trong chương trình ngày hôm nay, Tina có mời hai vị khách từ thư viện của thành phố Santa Ana đến để chia sẻ một số chương trình ở tại thư viện New Hope cũng như là thư viện Main ở thành phố Santa Ana, để cho quý vị biết là quý vị có thể tận dụng những cái dịch vụ đó cho con em mình, đặc biệt vào mùa hè. Xin chào Anthony, hi Lupita, so can you please say hi to the audience? Hello everyone. Hi, xin chào quý vị. Tony chúc quý vị một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Dạ thưa quý vị, nếu mà nói về thư viện đó thì chắc là điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến là sách, đúng không ạ? Nhưng mà thực sự thì trong thư viện có rất là nhiều dịch vụ mà chúng ta rất nên biết để sử dụng, tận dụng những cái dịch vụ đó cho con em mình. So I was just talking about when we talk about a library, it's usually only about books. But most of the community members, they don't know that what kind of other services that we can take advantage from the library. So can you, Lupita and Tony, share a bit about what we offer in the Santa, City of Santa Ana Public Libraries for the audience? Absolutely. Yes. Thì thư viện thì có nhiều dịch vụ giống như là chị Tina nói. Thì giống như là thư viện có chương trình cho các trẻ em giống như là giờ kể chuyện, hay là cũng có, ví dụ như quý vị muốn dùng máy tính hoặc là muốn in ra thì cũng có. Và thư viện cũng có một là thư viện đồ vật. Tất nhiên là thư viện có nhiều những cái thứ mà quý vị có thể lấy về nhà để mà dùng, giống như là máy may hoặc là cái tô mà đã làm bánh á, những cái khuôn á, thì có đó. Mà thư viện cũng có nhiều, với mà mùa hè cũng có nhiều chương trình cho người lớn và trẻ em. Gần đây trong tháng 6 thì tôi có lớp học điện tử ở tại thư viện New Hope cho mấy người mà muốn biết thêm sử dụng máy tính hoặc là về Microsoft Word hoặc là đó. Xong rồi cũng gần tháng 6 đây thì ở thư viện New Hope thì có một giờ kể chuyện cho các bé Việt Nam để mà giữ lại phong tục về tiếng mẹ của mình. Thì những cái đó là chương trình nhiều, và cũng có nhiều chương trình cô Lupita có nhiều chương trình trẻ em. You have a lot of children's program also. So let's share about the children's program that we have at the libraries. Yes, so we offer various programs for ages, all the youth ages, starting from babies all the way through teens as well. We have a variety of story times, baby and toddler story times, where we also join in with a stay and play component. So we do stories, songs, and then 20 minutes of after play where the little ones can enjoy the different toys we have, and then the parents can really communicate with each other. We have a preschool story time as well for our 3 to 5 year olds. We have a family story time on Saturdays that they can join us for, so the entire family can enjoy that story time. Aside from story times, we also have extreme lab programming for the entire family. So we want our families to come in, enjoy as a whole family an activity that we have. It could be a science, technology, art project that we put together for the family, and they just have a great time together. Aside from that, we also offer a great service for school age children up to 12th grade. It's our online tutoring component. We have tutors that are there and ready and available Monday through Thursdays from 2:30 to 6:30. And all you have to do is register for that program. We provide you a link. You hop onto Zoom, and our tutors will assist them with their homework, with reading. A lot of the children need assistance with reading. So our tutors will put an ebook up, and children will read to our tutor. Our tutor will correct them, and
and they improve on their reading skills as well. That is so great. So I have to summarize what you say for the audience in Vietnamese a little bit so they understand. Dạ, kính thưa với quý vị, là cô Lupita vừa mới chia sẻ với chúng ta là ở thư viện thì có rất là nhiều chương trình cho các bé, các em học sinh ở đủ mọi lứa tuổi, từ các bé sơ sinh, các bé mà chập chững biết đi cho đến các bé ở độ tuổi đi học và cả các học sinh cấp 2, cấp 3. Thì đối với các bé rất còn nhỏ đó thì có cái giờ kể chuyện, các bé có thể đến chơi, tham gia trò chơi và chơi trò chơi, những cái đồ chơi ở trong thư viện và nghe kể chuyện. Và cũng có cái phần kể chuyện dành cho gia đình và cho các em, mẹ và bé, bố mẹ và các bé. Cũng như là những cái hoạt động cho các em còn đi học. Có cái Extreme Lab là các em có thể đến khám phá về khoa học và những cái chủ đề khác. Và đối với các em mà học ở những cái lớp cao hơn và cần hỗ trợ về gia sư dạy kèm thì thư viện thành phố Santa Ana cũng có cái dịch vụ đó, thưa quý vị. Nếu mà các em cần giúp đỡ trong cái việc làm bài văn hoặc là về sách phân tích câu chuyện hoặc là làm bài tập thì các em có thể ghi danh với thư viện và sẽ có cái người gia sư để họ hướng dẫn trong cái việc làm bài ở trường. Thì những cái dịch vụ đó rất là tốt cho các em và các em sẽ không cần phải đến thư viện đâu ạ, mà có thể làm qua Zoom. Chỉ cần bật Zoom lên và sẽ có một cái người gia sư hướng dẫn qua mạng. Và như vậy thì vừa tiết kiệm thời gian và một điều tuyệt vời hơn nữa là tất cả những cái dịch vụ đó đều là miễn phí, thưa quý vị. Và rất mong là quý vị qua những cái chương trình với những cái thông tin này, quý vị sẽ tận dụng và ghi danh cũng như là giới thiệu với con em mình để các em có thể tận hưởng được những cái dịch vụ rất là tốt giúp cho các em trong việc học hành. So we talk a little bit about the service for the babies, for infants, toddler and children, school age children. Different services and program, that would be great. And we hope that with that, we can have more people to come to the library and take advantage of those services. Definitely. Yeah. So let's talk more about the upcoming exciting event that I know that is the biggest event ever of the year of the library. Yes. Before we talk about that, we also, trong cái tháng 5 là một cái tháng tôn trọng cho mấy người dân chúng Vinh danh Nam Á, cộng đồng người châu Á Thái Bình Dương. Châu. Thì ở thư viện New Hope có mời một cái tác giả Christina Võ, My Vietnam, Your Vietnam. Thì cô ấy viết cái cuốn sách này với cha của cô ấy, Nghĩa Võ. Thì Nghĩa Võ, ông Nghĩa Võ là bác sĩ và cùng với con gái của ông viết một cuốn sách này về cái đời sống của người Việt Nam ở đây. Đó, thì cái đó là ngày tháng 5, ngày 18 thứ bảy, 2 giờ, bắt đầu 2 giờ, sẽ có cuốn sách này. Chúng tôi sẽ có nhiều cái cuốn sách để cho các quý vị tham gia chương trình. Cảm ơn. Okay. And now, I mean, we can talk the biggest event of the year. Yeah, yes. Yeah. Yes. Our Dia de los Niños, Dia de los Libros event. This is actually our 16th annual celebration. We've been celebrating this event for 16 years. So we are very proud of this event. The celebration really is to celebrate literacy, to celebrate children and their families. I'll take a little short snippet so you can press and keep going. Okay, great. Well, this year's event will be celebrated on Saturday, April 27th from 10:30 to 2 p.m. We have a variety of fun activities. We have entertainment on a stage and a lot of giveaways. So we really do want to invite everybody to come out to our event. We will be giving away books. Our youth are going to receive a book. We are going to be receiving snacks to the first 1,600 people that show up. You will have a choice of a snack that day. We will have an inflatable game area. We are going to have crafts. We are going to have a bubble zone. Our babies and toddlers love the bubble zone. That's a lot of fun. Our special guests for this year are Suzanne Lang and Max Lang, author and illustrator of the Grumpy Monkey series. We are super excited to have them join us this year. They will be on stage. On stage, I also want to let everybody know that we are going to have
our kids' imagination band. So it's a kids' band that will be doing a couple concerts on that day. Joining us as well will be a Freckled Frog Dance Studio, Santa Ana Unified School District Mariachi, and Reverb Tap Company that will be doing a demonstration for us on that day. Wow, that is so exciting. I remember last year we have like over 3,000 people came to our Diaz event. Yes, exactly. It is one of the largest events. We are expecting the same number or more this year, and we are super excited. Dạ, thưa với quý vị, là chúng tôi sẽ giới thiệu nhiều hơn về chương trình Ngày của trẻ em, Ngày của sách vào phần sắp tới. Bây giờ thì chúng tôi xin tạm dừng chương trình trong một vài phút để có một số thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Cảm ơn quý vị trở lại với chương trình Kết nối cộng đồng. Thì hôm nay Tina có mời hai vị khách bên thành phố Santa Ana làm việc cho Thư viện Santa Ana. Thì họ đang chia sẻ về cái sự kiện lớn nhất của Thư viện Santa Ana trong năm, đó là gọi là tiếng Tây Ban Nha gọi là Dia de los Niños, Dia de los Libros, tức là ngày của trẻ em và ngày của sách. Thì nếu mà nói nôm na như tiếng Việt thì giống như là Tết Thiếu Nhi vậy đó thưa quý vị. Thì cái ngày này là cái ngày mang ý nghĩa là tôn vinh về kiến thức, về đọc viết cũng như là sự giáo dục và kết nối với gia đình. Thì lễ hội này năm ngoái là thu hút hơn 3.000 người đến tham dự. Và năm nay thì Thư viện sẽ có mời hai người tác giả, là tác giả cũng như là họa sĩ vẽ tranh của tập sách Grumpy Monkey. Là một cái tập sách bán rất là chạy theo như đánh giá của New York Times. Thì rất là mong quý vị hãy dành thời gian để đưa con em đến tham dự. Và đây đặc biệt một lần nữa là sự kiện của Thư viện, cho nên là hoàn toàn miễn phí và sẽ có ký tặng sách, cũng như là có rất là nhiều phần trình diễn đặc sắc. Và đặc biệt các em nhỏ sẽ có cái chỗ để mà chơi trò chơi như là nhà hơi, cũng như là chơi thổi bong bóng, bubble. Thì đó là những cái hoạt động mà được các em rất là yêu chuộng. Rất mong quý vị sẽ dành thời gian để đến đưa gia đình, đưa con em đến tham gia. Và cái sự kiện này bên Thư viện thành phố Santa Ana tổ chức là hoàn toàn miễn phí vào ngày thứ Bảy, 27 tháng 4, từ 9 giờ phải không ạ? 10 giờ rưỡi cho đến 2 giờ chiều. Dạ, thì quý vị, Tina sẽ nhờ mấy anh chị kỹ thuật viên của đài chiếu cái flyer của chương trình để quý vị biết. Và ở tại Thư viện Main là ngay tại trung tâm Civic Center của thành phố Santa Ana, số 26 Civic Center Plaza. Thì chỗ cũng khá là rộng rãi và rất mong quý vị dành thời gian và đưa các bé đến tham gia để có cơ hội gặp gỡ tác giả cũng như là cho các em biết thêm về những cái điều hay còn về sách vở cũng như là đọc sách. Và như vậy, bởi vì cái chuyện học và kiến thức thì không bao giờ là thiếu và không bao giờ là thiệt thòi cho chúng ta. Cho nên rất mong là với cái sự kiện này thì quý vị sẽ đem con em đến để cùng tận hưởng một ngày rất là vui ở đây. Và ngoài cái sự kiện của Tinh Thư Viện cũng cùng ngày đó, thì bên cơ quan công y và giải trí của thành phố Santa Ana cũng có tổ chức cái giải chạy là 5K và 10K, là chạy chạy cái kiểu là chạy marathon đó quý vị, nhưng mà cái cự ly nó ngắn hơn. Thì quý vị cũng có thể thêm lên trang mạng của thành phố Santa Ana để theo dõi thêm, cũng như là ghi danh để tham gia hai cái sự kiện này nếu mà quý vị muốn có yêu thích về chạy bộ. Anh Tony có thể chia sẻ thêm về Dia để cho quý vị đồng hương Việt Nam hiểu rõ hơn không ạ? Đúng rồi. Thì giống như là cô Lupita nói là một cái ngày cho các em và một cái ngày về sách và đọc. Cái này rất là vui, có nhiều trò chơi vui lắm. Và cũng có nhiều cái những cái cho... Thay vì cũng có nhiều cho 600, 600 book, tell me. 800 book. 800 book. Yeah. Oh, 800 cuốn cho free, cho miễn phí nè. Cái sách này rất là nổi tiếng và các em rất là thích. Thành thử và cũng gặp mấy nhà tác giả và mấy cái người họa sĩ.
Illustrators will also be there, yes, right? Yes, they both will be yeah. there, and the author will be signing the books. Yeah, so các bạn có thể lấy được một cuốn sách miễn phí và cũng có lấy được chữ ký của nhà tác giả và nhà họa sĩ nữa. Rất là vui, và có nhiều những cái trò chơi rất là vui, và nó cũng có đồ ăn nhẹ cho các em và nước uống. Thì đầu xe rất là dễ dàng, thì hy vọng là quý vị sẽ đến tham gia một cái sự kiện này rất là lớn với thư viện. Cảm ơn nhiều. Dạ, cũng xin nói thêm với quý vị là thành phố Santa Ana thì cái số lượng cư dân người gốc Việt cũng khá là đông. Chúng ta có hơn 30.000 cư dân ở tại thành phố Santa Ana, và vì là có cái sự đại diện như vậy cho nên thành phố cũng rất là chú trọng những cái chương trình dành riêng cho dân Việt. Thành ra là như hồi nãy anh Tony có giới thiệu những cái buổi về dạy sử dụng máy tính bằng tiếng Việt hay là kể chuyện bằng tiếng Việt để gìn giữ ngôn ngữ của chúng ta, cũng như là riêng về cái sự kiện về ngày trẻ em ngày sách, mặc dù là theo cái truyền thống của người Latin nhưng vẫn không thể quên được cái phần phải quảng bá cho cộng đồng Việt Nam. Đó là lý do vì sao mà Tina cũng mong muốn được mời hai anh chị bên Thư viện Santa Ana đến đây để chia sẻ với quý vị, để cho quý vị biết thêm. Và chúng ta có thể tận dụng những cái dịch vụ rất là bổ ích, và đặc biệt, điều đặc biệt nữa đó là hoàn toàn miễn phí. So Lupita, we talk about DS and we talk about different programs and services for the library. So besides those, can you share a bit more about what you do to help connect the young generation, the youth, with books? Because now that we know that the kids, they love to play game, video game, yes. and not so much into book anymore. So what else that we offer that can draw them to the library? Yes, definitely. So there's programming for all ages. You know, our youth that, like you said, they like to be on video games, right? Yes. So I encourage them to visit our library. We have a teen space as well that has a variety of programs. We also have databases, ebooks are definitely a way of them being connected to books, and they're still looking at a screen, but they're reading. Yes. We definitely want to encourage that. Dạ, thưa quý vị, Tina có đặt câu hỏi cho cô Lupita là đối với lại những cái chương trình của thư viện, bởi vì thư viện thì chúng ta nghĩ tới là thường là sách là chính, và đặc biệt là các trẻ em, các bé thời nay, các bạn teen á, là thích chơi những cái trò chơi trên điện thoại, trên video game là nhiều hơn. Thành ra làm thế nào mà có thể kết nối được các bạn với sách vở, thì cô Lupita có trả lời là các chương trình ở thư viện Santa Ana là dành cho rất nhiều lứa tuổi, và đặc biệt có những cái chương trình dành riêng cho các bạn tuổi teen. Các bạn có thể đến để khám phá những cái chương trình, và thậm chí là có là ebook, là sách trên mạng, thì các bạn cũng có những cái hoạt động dính liền với máy móc, máy tính và những cái thiết bị điện tử, nhưng mà chúng ta vẫn có thể đọc sách, cũng có thể tham gia những cái hoạt động khác và những cái lớp về khoa học, những cái lớp theo những cái chủ đề khác nhau mà thư viện cung cấp. Thì rất mong là qua chương trình này quý vị sẽ biết thêm nhiều hơn về dịch vụ của thư viện thành phố Santa Ana và cũng như những thư viện khác, để chúng ta có thể giúp cho con em mình kết nối gần hơn với kiến thức, với sách, và cũng như là quảng bá về giáo dục. Bởi vì người Việt của chúng ta, cái tính hiếu học thì không có bao giờ mà thay đổi, cái đó là cái bản chất của người Việt mình. Anthony có thể nói thêm về những cái chương trình dành riêng cho các bé và người Việt, ngoài ra mình nói về cái chương trình đọc sách, kể chuyện, chương trình dạy máy tính, rồi còn cái gì nữa Anthony có thể chia sẻ thêm không ạ? Cũng cái này gần đây có một cái chương trình mỗi năm ấy thì đọc sách mùa hè, yeah. Summer Reading Program. Yes. Thì what are the day starting? Yes, so it's going to start June 3rd, I believe, and it's going to run all the way through August, August 10th. Chương trình đọc sách mùa hè bắt đầu cả chừng tháng 6 ngày 3 cho đến tháng 8 lận, thì mỗi em bé đọc sách giống như là đọc 5 sách thì sẽ được hưởng điểm. Một cái hay là có quà. Có quà hoặc là đây cái mục đích này là thúc giục cho các em trong mùa hè không có làm gì, phải đọc sách để cho khi nào mà vô trong cái lớp lớn lên nữa thì chuẩn bị biết đọc sách. Thành thử sách mùa cái chương trình đọc sách mùa hè rất là cần thiết, và cũng rất là có nhiều quà cho các em để mà em thúc giục cho các em đọc sách thêm nữa.
À, rất là cảm ơn anh Tony đã chia sẻ những thông tin của Thư viện Santana. Dạ thưa với quý vị, thì quý vị cũng thấy là chúng ta luôn luôn mong muốn là con em của mình luôn học giỏi đúng không ạ? Thì Thư viện sẽ là một cái nơi rất là lành mạnh và cung cấp những cái dịch vụ, những cái chương trình, những cái lớp có bổ ích cho cả gia đình chứ không riêng gì cho các em. Thậm chí những người lớn thì cũng có thể tham gia rất là nhiều những cái lớp ở tại Thư viện. Quý vị có thể lên trang mạng của Thư viện Santa Ana để theo dõi thêm cũng như là tìm hiểu thêm những cái thông tin trên đó. Và Tina cũng sẽ nhờ mấy anh chị kỹ thuật viên của đài ghi cái số điện thoại liên lạc cũng như là những cái cách để quý vị có thể tìm hiểu những cái chương trình của Thư viện Santa Ana để quý vị biết rõ hơn và cũng như là tận dụng. Thì bây giờ cũng sắp kết thúc chương trình. Thì anh Tony có thể gửi lời chào đến quý khán giả để chúng ta hẹn và rất mong là sẽ được mời anh Tony và cô Luvita trở lại trong một chương trình khác. So this is the end of the show, so we can say goodbye to the audience and we hope that we can bring you back in another show in the future. Yeah. Tony xin cảm ơn Tina và đài truyền hình cho một cái cơ hội này để mà chia sẻ dịch vụ và các điều rất là hay ở Thư viện Santana. Hy vọng rằng quý vị sẽ tới thăm viếng thư viện. Thì có nhiều người Việt mà cũng muốn hỏi Tony thì Tony sẽ ra giúp cho các quý vị như muốn in ra cái gì hoặc là muốn hỏi về cái máy tính gì ạ. Có nhiều người Việt Nam ở thư viện đã mà giúp các quý vị. Cảm ơn nhiều. Chúc tất cả mọi người một ngày vui vẻ. Thank you for giving us this opportunity to invite the community to visit our library here in Santa Ana, City of Santa Ana. We are excited to have you join us each and every day. Definitely check out all our programs that we have going on. There's something for everyone, all ages. We welcome you to visit us. Thank you, Luvita. Cảm ơn Tony. Thank you so much for joining our show. Thank you. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi và rất mong sẽ được gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Xin cảm ơn quý vị. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Kính chào quý khán giả của đài Little Sài Gòn TV trong chương trình Kết nối cộng đồng cùng với Tina Đỗ. Rất cảm ơn quý vị luôn theo dõi và ủng hộ các chương trình của đài Little Sài Gòn TV cũng như chương trình của chúng tôi. Thì như quý vị cũng biết, cuộc sống ngày nay rất là bận rộn và cái tốc độ thì nhanh vô cùng. Cho nên là cũng có những cái vấn đề về tâm lý và sức khỏe. Thì có những cái bộ môn thể dục, những cái tập luyện mà có thể giúp cho quý vị tạo được cái sự thư giãn, tạo được cái sự cân bằng thì sẽ giúp ích cho quý vị rất là nhiều để có thể đối phó với những cái vấn đề căng thẳng trong cuộc sống. Thì chúng tôi cũng biết đến Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Phật giáo Điều Ngự là một trung tâm bất vụ lợi và có rất nhiều lớp học cho quý vị. Và một trong những lớp học mà được các học sinh, được các học viên ghi danh học khá là đông đó chính là lớp yoga. Thì chắc là quý vị ít nhiều gì cũng có nghe giới thiệu hoặc là nghe người nào đó tập yoga và có nói chút xíu, mình cũng biết sơ sơ về yoga. Nhưng thực sự chính xác yoga là như thế nào và vì sao chúng ta nên tập luyện bộ môn này? Thì Tina có mời một giảng viên của bên Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Phật giáo Điều Ngự là cô Cát Tiên, giảng viên của lớp yoga đến để có thể chia sẻ thêm. Rất cảm ơn cô Cát Tiên đã dành thời gian đến với chương trình. Thì không biết là cô, xin mời cô gửi lời chào quý khán giả cũng như là giới thiệu về cô một chút xíu để chúng ta có thể bắt đầu câu chuyện. Trước hết xin chào Tina Đỗ và rất là hân hạnh được Tina mời lên cái chương trình này. Và xin kính chào quý khán giả của đài Little Sài Gòn TV. Cát Tiên thì xin giới thiệu một chút là Cát Tiên dạy môn yoga này gọi là Kundalini Yoga, là một cái yoga mình tạm dịch tiếng Việt là yoga của ý thức, tiếng Anh thì là Yoga of Awareness. Thì mình học được, có duyên học được cái môn này cũng trên 10 năm rồi và sau khi học thì mình ra mình dạy cũng tính đến nay là 11 năm. Thì cái môn này nó rất là giúp cho Cát Tiên rất là nhiều về sức khỏe, về tinh thần.
Dạ, chị Cát Tiên có thể chia sẻ là cái cơ duyên nào lại giúp cho chị đến và tìm hiểu cũng như học môn bộ môn yoga này không ạ? À? Thật ra đó là Cát Tiên lúc các con còn bé đó thì lại muốn các con giống như tập một cái môn thể thao nào mà nó rất là cân bằng, vừa giống như về thể chất cũng giống như là về cảm xúc cũng giống như là tinh thần. Thì mình mới mang các con tới một cái yoga studio lúc đó ở dưới Huntington Beach á. Thì mới học được một thời gian thì họ đổi cô giáo khác. Thì khi cô giáo mới này mời Cát Tiên vô ngồi dự đó, thì Cát Tiên mới thấy wow, hay quá, nó cũng là một cái môn mà mình cần. Thành ra Cát Tiên quyết định là đi học. Và đi học thì mình nghĩ là chỉ cho mình thôi, nhưng mà không ngờ là cái cơ duyên lại đưa đẩy tới mình tới đi ra đi dạy luôn. Dạ, rất là cảm ơn những chia sẻ của chị. Thì không biết là chị Cát Tiên có thể nói một cách gọi là ngôn ngữ cho người bình thường đó, nói về yoga để cho quý vị có thể hiểu, quý bạn khán giả có thể hiểu yoga là cái gì và cái lợi ích của tập yoga như thế nào không ạ? Cái chữ yoga đó nó là trong tiếng Sanskrit của Ấn Độ, nó là một cái cày. Cái cày là giống như mình máng vô, mình giống như mình dùng khi mà mình dùng trong con cái trâu, việc con trâu cày bò đó, dạ, là mình giữ nó lại. Thì cái chữ yoga đó nó là cái từ mà mình kết hợp giống như vừa thân tâm trí, mình giữ mình lại, mình kết hợp lại tất cả những cái gì mà bình yên nhất của mình để mà mình kết nối với lại cái năng lượng cao hơn. Thì những cái đó đó mang lại cho mình sự cân bằng ở bên trong, cái kết nối ở bên trong, cái quan trọng là cái kết nối ở bên trong. Và cái lợi ích đó là giúp cho mình thấu hiểu chính mình. Nhiều khi mình mất kết nối với chính mình đó, thì mình sẽ có những cái việc giống như là lo lắng, lo sợ, bị stress, bị trầm cảm. Còn khi mà mình thấu hiểu bên trong và mình kết nối với lại cái cuộc sống của mình á, mình có cái niềm tin, mình có cái hy vọng, mình có cái sự gọi là tích cực hơn trong cái cuộc sống của mình, thì cái đó nó giúp cho mình vượt qua những cái khó khăn mà mình gặp trong cuộc sống. Và cái môn yoga đó là trong lúc mình luyện tập á, nó giúp cho mình tăng lên những cái sự chịu đựng, những cái thể lực của mình để mình có cái sức khỏe tốt hơn. Thì khi mình có sức khỏe thì tất nhiên là cái việc gì mình cũng vượt qua được. Dạ, rất là cảm ơn những chia sẻ của cô Cát Tiên. Xin thưa với quý vị, thú thật á là Tina cũng có tập yoga nhưng chưa bao giờ hiểu nghĩa của từ yoga như cô Cát Tiên vừa chia sẻ. Thì rất là cảm ơn cô đã chia sẻ những cái thông tin rất là bổ ích như vậy. Và như quý vị cũng biết, nếu mà quý vị có xem qua những người tập yoga hoặc là có tập qua rồi thì cái độ dẻo dai của cơ thể, đương nhiên mình càng lớn tuổi đó thì người mình nó cứng lắm, khi mình cái động tác mà quay người trái phải hoặc là gập người xuống hoặc là tay chân đôi khi tập rất là khó, nhưng mà với cái bộ môn yoga thì có thể giúp cho cơ thể mình dẻo dai hơn, và một khi mà cơ thể dẻo dai hơn thì giúp mình khỏe hơn và có thể tránh được bệnh tật. Cũng như cô Cát Tiên chia sẻ về những cái lợi ích về mặt tinh thần để giúp cho chúng ta có thể có được một cái tâm trí vững để đối phó với những cái biến động, những cái áp lực, những cái stress trong cuộc sống. Thì không biết là cô Cát Tiên có thể chia sẻ thêm đối với những người mà chưa tập yoga bao giờ hoặc là đã từng tập ban đầu mà sợ do là thấy yoga khó quá, thì cách nào có thể giúp họ tự tin hơn để họ tiếp tục hoặc là thử hoặc là tập lại yoga thưa cô? Thì cái cách tốt nhất là cứ tới lớp. Yeah. Và mình nói với lại cái giáo viên là ồ, mình là người hoàn toàn mới. Và mình có thể là mình có những cái khó khăn nào đó, thí dụ như tại vì học viên của các tiền đa số là các bác lớn tuổi, thì các bác thường là có bị đau vai, đau chân, không ngồi được hoặc là đau lưng. Thì khi mà học viên nói với mình á, thì mình cũng cho tất cả lớp tập những cái động tác, nhưng mà riêng những học viên đó, đó thì mình có thể là hướng dẫn tập một cái kiểu khác cho nó dễ làm hơn, nó linh hoạt, linh động ở trong cái cách mà mình tập á. Hoặc là họ không làm được nữa thì họ có thể ngồi, họ hít thở. Đó, thì cũng có cái lợi ích là tuy mình không làm được lúc này,
nhưng mà mình cũng có cái lợi ích là mình ngồi đó mình hít thở và mình tĩnh tâm. Nhưng mà nếu mà các bác ngại đó cứ tới, hoặc là quý vị nào ngại mình cứ tới nói chuyện với cái người giảng viên hoặc là giáo viên đó, họ sẽ hướng dẫn cho mình. Và ở độ tuổi nào mình cũng có thể bắt đầu ha, chỉ có là cần nhất là cái quan trọng nhất là mình muốn bắt đầu hay không thôi. Rất là cảm ơn những chia sẻ của cô Cát Tiên. Thì cô Cát Tiên có đề cập tới cái việc thở, thì Gina cũng biết là đối với tập yoga cái việc điều hòa hơi thở rất là quan trọng. Không biết là cô Cát Tiên có thể chia sẻ thêm về cái cách thở trong yoga và cũng như là cái cách để mà kết hợp vừa hơi thở vừa tập yoga như thế nào là tốt hay không ạ? Về cái hít thở đó thì trong yoga mình có rất là nhiều cách hít thở. Nhưng mà thường thường đó, khi mà mình mới bắt đầu thì mình chỉ là hít thở vô rồi hít thở ra một cách nhẹ nhàng, một cách bình thường, không có gượng ép. Rồi từ từ đó người giảng viên sẽ hướng dẫn mình tập các cái hơi thở khác, ví dụ như hít thở sâu hơn, có giữ hơi thở để giúp cho mình gọi là tăng cái sức chứa của phổi của mình lên. Thì từ từ á, mình quen á, với lại nếu mà mình chịu khó siêng mình tập hàng ngày đó, thì từ từ cái hơi thở của mình nó sẽ sâu hơn. Rồi mình có những cái hơi thở khác, ví dụ như hơi thở lửa là rất là quan trọng trong cái môn Kundalini Yoga mà Cát Tiên dạy ha. Cái hơi thở lửa thì nó thích hợp cho các cái lứa tuổi trẻ hơn là các bác lớn tuổi. Nhưng mà các bác lớn tuổi vẫn có thể thực tập được, nhưng mà ngắn thôi ha. Rồi mình có những cái hơi thở rất là tuyệt vời, ví dụ như mình sắp tới mùa hè là hơi thở mát, là giúp cho mình giải nhiệt, giúp cho mình giống như ví dụ mình đang giận ai đi, giúp cho mình hạ giận xuống, giúp cho mình dịu xuống ha. Hoặc là những các bác ví dụ như bị huyết áp cao, mình cũng có những cái hơi thở để hạ huyết áp xuống. Hoặc là những các vị mà huyết áp thấp, mình cũng có cái hơi thở để tăng huyết áp lên. Đó. Hoặc là có những cái hơi thở, ví dụ như cái tâm trí của mình đang bấn loạn, mình đang stress, thì mình làm những cái hơi thở mà gọi là hơi thở nhịp, nó cắt ra. Thì nó sẽ giống như gọi là giúp cho mình trở lại cái center của mình, giống như trở lại cái sự chính giữa của mình á, giống như mình cảm thấy bình yên và vững vàng. Thì đó là những cái mà cách tập thở trong yoga. Ồ, rất là hay. Như vậy thì nếu mà nói nôm na là cũng giữa cơ thể và cái hơi thở của mình, càng có sự kết nối, càng điều hòa thì càng tốt, đúng không ạ? Rất mong quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay lại trong một vài phút nữa để có một số thông tin thương mại. Và rất mong là quý vị sẽ tiếp tục để nghe thêm những cái chia sẻ về yoga với cô Cát Tiên. Xin cảm ơn quý vị. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Kết nối cộng đồng cùng với Tina Đỗ. Thì chúng ta vừa nghe cô Cát Tiên chia sẻ rất là nhiều cái lợi ích của bộ môn yoga, cũng như là sự kết hợp giữa hơi thở và vận động cơ thể. Chúng ta càng có cái kết hợp đó tốt như thế nào thì sức khỏe của chúng ta cũng như tinh thần của chúng ta sẽ được, nó gọi là về tinh thần thì là tìm thấy được cái sự cân bằng, cũng như là về sức khỏe thì sẽ có tăng cường cái độ dẻo dai. Không biết là cô Cát Tiên có thể chia sẻ đối với những bác hoặc là các quý vị mà mới tập yoga đó thì nên bắt đầu như thế nào không ạ? Nên bắt đầu thế nào là cứ tới lớp thôi. Tới lớp rồi giống như mình hồi nãy mình nói đó, là mình nói chuyện với cái người giáo viên là mình mới bắt đầu và mình hoàn toàn không biết gì hết, và mình có những cái nỗi sợ nào hoặc là mình có cái mối lo nào để cho cái người giáo viên hướng dẫn cho mình. Và ngoài cái đó ra đó thì ý Gina nói là tại vì yoga cũng chia ra rất là nhiều kiểu yoga, thì đối với những người mà vừa mới bắt đầu thì theo cô Cát Tiên thì cái kiểu yoga nào là thích hợp nhất và dễ dàng nhất cho họ?
Cái môn mà mình chia sẻ đó thì nó rất là thích hợp cho đủ mọi lứa tuổi, và nhất là các bác lớn tuổi. Tại vì các tiên có thể dạy các bác, ví dụ như không ngồi được dưới thảm thì mình có ghế, mình ngồi trên ghế mình vẫn tập được ha. Thành ra rất là linh động. Và các bác nên tập cái môn nào nó nhẹ nhàng hoặc là nó không có nặng quá. Ví dụ như môn hot yoga thì là không có nên. Tại vì ngay cả những người mà bắt đầu 40-50 mà mình có vấn đề về tim mạch, về huyết áp đó, thì khi tập hot yoga là tại vì họ sẽ cho mình vô một cái phòng rất là nóng, có hơi nóng, thì nó dễ làm mình tăng huyết áp thì nó không có tốt ha. Nhưng nếu mà mình làm quen từ từ thì nó cũng ok. Rồi có thí dụ như những cái môn thí dụ như flow yoga đi, các bác thì không thể nào làm tại vì mình chưa có cái độ dẻo. Thì các bác cứ tập với những cái môn thí dụ như thể dục dưỡng sinh, khí công cũng được nữa. Rồi từ từ mình chuyển qua yoga khi mà mình có cái sự dẻo dai hơn. Hoặc là tới với lại cái bộ môn Kundalini yoga này mình thử. Mình tập rất là nhẹ nhàng rồi từ từ mình tăng cái sự dẻo dai, mình tăng cái thể lực thì mình bắt đầu thử những cái môn khác. Dạ. Nếu mà nói về hot yoga thì có một thời gian cái hot yoga nó giống như là một cái phong trào đúng không cô? Tức là rất là nhiều người quảng bá về bộ môn hot yoga cũng như là tập, và nhiều người cũng rủ nhau đi tập cái bộ môn đó. Thực sự thì Tina chưa bao giờ tập hot yoga, nhưng mà có một lần đi dịch cho các bạn là vận động viên thể thao của Việt Nam qua bên đây. Thì cái nơi mà huấn luyện đó họ có đưa các bạn vào tập thử hot yoga. Thì như quý vị cũng biết, các bạn vận động viên là những người chuyên về thể lực, họ cái sức khỏe của họ rất là tốt. Mà khi mà họ vào cái phòng tập hot yoga là họ cũng đuối luôn. Tại vì thứ nhất là nó rất là nóng, và thứ hai là những cái động tác tập và kết hợp với cái sức nóng, thì cái việc mà mất sức nó nhanh vô cùng. Thành ra chính các bạn vận động viên chuyên nghiệp mà cũng thấy bộ môn hot yoga cũng lắc đầu, nói là chắc là không có khả năng tập được lâu dài. Thì như cô Cát Tiên nói là cái đó phải bắt đầu từ từ đúng không ạ? Thì nếu mà quý vị thực sự muốn tập hot yoga thì mình phải qua, gọi là chưa có đi vững thì phải tập bò trước đúng không ạ? Thì cô Cát Tiên, đó là mình phải tập những cái bộ môn dễ trước. Thì như cô Cát Tiên chia sẻ là cái bộ môn mà cô Cát Tiên đang dạy, cái Kundalini yoga hoặc là những cái bộ môn mà nó mới bắt đầu thì nó sẽ thích hợp hơn cho các quý vị mà chưa bao giờ tập yoga, hoặc là đã từng tập mà có những cái giống như là bị hiccup, bị gặp những cái trở ngại trước đây, bị chấn thương và không có muốn tập tiếp. Thì nếu như mà có những cái quý vị mà lỡ tập yoga mà bị chấn thương hay gì đó thì cái cách để mà họ khắc phục là như thế nào thưa cô? Thí dụ như họ chấn thương ở cái tay nào đó đi, mình nói ví dụ như về vai đi, thí dụ cái vai bên đó thì mình trước khi mình đi tập á, mình phải nói chuyện với bác sĩ của mình trước, coi bác sĩ có ok cho mình tập không, hoặc là bác sĩ sẽ nói nên tập như thế nào, hoặc là cái người physical therapy therapist á, giúp cho mình, những cái nhà vật lý trị liệu đó, thì mình nên lắng nghe. Xong rồi khi mà mình tới tập đó, mình lại chia sẻ với lại người huấn luyện viên hoặc là người giáo viên. Thì nếu mình không làm được bên này thì mình làm bên kia. Hoặc là nếu mà mình không cử động được cả cái vai thì mình làm cái tay thôi. Đó, thì nó cũng có những cái mà nó giúp cho mình điều hòa cái cơ thể của mình. Ví dụ như yoga là tập cân bằng, mà nếu mình không làm được bên này đó, mình làm bên kia không á, thì cũng có thể nó mất cân bằng. Thì mình cố gắng làm sao mình có thể làm nhẹ lại, hoặc là mình từ từ thôi ha. Mình không có force. Thì cái quan trọng nhất trong tập yoga là mình phải lắng nghe cơ thể của mình ha. Mình không có nên giống như nhìn tất cả những bạn tập cùng của mình rồi mình so sánh mình, cái mình mắc cỡ, hoặc là mình cố gắng mình phải làm theo ha. Thì cái đó không có nên. Mình cứ làm theo cái chính mình thôi, cái gì lợi cho mình. Và nói đùa là người Việt hay có cái câu là quá cố quá hết đó đúng không ạ? Tức là không có nên cố gắng hết sức. Thì cũng tương tự trong một môn yoga là nếu mà quý vị bị đau tay, bị đau vai, nếu mà tay mình không có dơ lên hết cỡ thì sức mình tới đâu mình làm tới đó. Thì nếu mà quý vị, nhưng mà phải có một chút xíu cố gắng đúng không thưa cô? Chứ nếu mà sợ mà không cố gắng gì lại không tập được. Thì cô có tiền có thể nói rõ hơn là
nếu mà họ thử tập mà họ cố thì cái mức độ cố nó như thế nào để giúp cho các quý vị có thể hiểu rõ cũng như tự tin hơn khi mà tập yoga không ạ? Đó, thì cái sự cố gắng khi mình nói ở đây á, là mình bắt đầu chậm. Mình, yeah. mình thí dụ như cái tay mình đưa lên tới đây chẳng hạn, xong hôm nay mình tới đây thôi thì mình cứ dừng lại. Rồi ngày mai mình lên thêm một chút nữa, mình lên thêm một chút nữa cho tới khi nào mà mình cảm thấy nó ổn mà không có làm cho mình gây thêm cái chấn thương thì mình cứ tiếp tục làm tới cái mức đó. Rồi thêm vài ngày mình lại tăng thêm một chút, mình phải đi thật là chậm. Tức là vừa chậm và cái quan trọng hơn là phải kiên nhẫn, đúng không ạ? Kiên nhẫn. Tức là nhiều khi quý vị nói thấy cô giáo tập cái tay cô giáo đưa lên hết cỡ mà mình mới đưa được có chút xíu thì mình lại thấy nản, thì quý vị không nên. Quý vị cần phải kiên nhẫn, cứ tiếp tục mỗi ngày một chút xíu thì như vậy nó sẽ giúp cho quý vị có thể vừa tập được những cái động tác mà mình có thể giơ tay cao hơn, cử động chân tốt hơn và giúp cho cái độ dẻo dai cho cơ thể của quý vị. Thì cô Cát Tiên có thể chia sẻ thêm, đối với các bác lớn tuổi thì mình có nói khá là nhiều về những cái là nếu mà cơ thể của các bác có những cái chấn thương hoặc là bị đau thì mình tập từ từ hạn chế. Nhưng còn đối với các bạn mà trẻ, các bạn trẻ mà rất là dẻo dai và cũng như là thể lực rất là tốt, thì nếu mà các bạn tập yoga, tại vì nhiều khi đối với nhiều người họ nói là yoga chậm quá, tập rất là chán, thì không biết là cô Cát Tiên có cái lời khuyên nào cho các bạn trẻ để hướng họ đến tìm hiểu cũng như tập một môn yoga không ạ? Thì nói về các bạn trẻ đó, thường giống như Tina nói là có bạn thì nói là yoga rất là chậm. Thật ra điều đó không có đúng. Tại vì có thể các bạn nhìn thấy một cái lớp nào đó tập chậm rồi các bạn nghĩ nó chậm. Tại vì có những môn yoga khác tập cũng rất là nhanh. Thí dụ như môn flow yoga, môn Ashtanga yoga là power yoga đó, tập cũng rất là nhanh. Rồi những cái mà kết hợp cùng với lại tạ thì rất là thích hợp cho các bạn trẻ nếu mà thích tập mạnh. Còn nếu mà các bạn mà trẻ mà thích giống như mình nên tới các cái studio hoặc là các cái gym á, để mình thử các loại khác nhau trước khi mình có thể quyết định cái môn yoga chán quá. Thì cái đó là mình nên giống như mở cái tâm mình ra để mà mình thử các loại yoga trước khi mà mình gạt nó qua một bên. Cô Cát Tiên có thể chia sẻ thêm về cái kinh nghiệm cá nhân của cô dạy yoga rất là nhiều cũng như là tập yoga nhiều năm đó. Thì cô cảm thấy là cái sự khác biệt giữa trước khi cô bắt đầu tập yoga cho đến bây giờ là thời điểm cô tập yoga khá nhiều năm, thì có cái sự khác biệt như thế nào không ạ? Và quan trọng nhất là cái hơi thở. Hồi xưa mà Cát Tiên mà chỉ nói chuyện một chút thôi là mất hơi và không có nói được lớn tiếng, và nói một chút là cái cổ mình bắt đầu đau. Nhưng mà bây giờ đó, tại vì cái bộ môn Kundalini Yoga này có dùng niệm chú, thành ra trong cái việc niệm chú đó mình có tập giữ hơi, thành ra hơi bây giờ mình rất là dài và rất là khỏe, giọng nói của mình có nội lực hơn, mạnh hơn, và cái sức khỏe của mình nó cũng dẻo dai nữa. Thí dụ như hồi xưa đó, Cát Tiên lúc đó mới ba mấy tuổi thôi nhưng mà cứ bệnh hoài, quanh năm suốt tháng lúc nào cũng sổ mũi, nhức đầu. Nhưng mà bây giờ đó, cả hơn mười mấy năm nay từ hồi tập yoga là mình nói thiệt luôn á, không đụng tới một viên Tylenol. Oh wow. Dạ. Thành ra là rất là khỏe. Thì bây giờ thời gian của chương trình cũng sắp hết. Rất là mong sẽ có dịp mời cô Cát Tiên trở lại để nói nhiều hơn về bộ môn yoga cũng như có thể cho một số cái động tác tập thử để cho quý vị biết. Xin mời cô Cát Tiên có lời chào đối với quý vị khán giả. Dạ. Cảm ơn Tina đã mời Cát Tiên hôm nay và cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe Cát Tiên chia sẻ về bộ môn yoga Kundalini. Xin dạ. Kính chào và xin hẹn gặp lại. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kết nối cộng đồng cùng với Tina trên đài Little Sài Gòn TV. Rất mong được hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sắp tới với nhiều những cái thông tin bổ ích khác. Chúc quý vị có một ngày thật vui bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.